Nội thất phòng khách theo phong cách Á Đông được kiến trúc sư nội thất Sơn Đông thiết kế với sự am hiểu nhất định về không gian truyền thống của người Việt Nam. Sử dụng với gam màu chính là màu đỏ hoặc là nâu đỏ của gỗ tự nhiên, kết hợp với trắng vàng của đèn và tường, các đồ đạc trang trí nội thất sẽ mang đến một không gian vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Và một trong những loại gỗ thích hợp với phong cách này đó chính là dòng gỗ dáng hương Lào. Đối với gỗ dáng hương Lào được biết đến là một trong những dòng gỗ cao cấp quý hiếm và loại gỗ này có giá trị kinh tế cao cũng như là được ứng dụng nhiều với thiết kế nội thất. Gỗ dáng hương đẹp với màu sắc đặc trưng là nâu pha đỏ, vô cùng bắt mắt. Cốt gỗ thì cứng, chắc và có khả năng chịu lực cao, chống được mối mọt vô cùng hiệu quả. Và đây là loại gỗ khá phù hợp với thị hiếu và điều kiện của người Á Đông. Với dòng gỗ hương đến từ nước Lào, nó là một trong những đặc trưng đặc biệt so với những dòng gỗ hương khác. Phần thịt gỗ thì có màu nâu đỏ nhưng lại tươi sáng, với vân gỗ vô cùng tự nhiên và độc đáo, kiểu dáng thì với đường vân gỗ tự nhiên độc đáo với kiểu dáng vân xoáy sâu về phía bên trong tâm gỗ. Khi mà ở trạng thái hàng mộc thì dáng hương Lào có một mùi vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, giúp mang đến một cảm giác gần gũi của thiên nhiên. Và vấn đề ở đây nhiều người thắc mắc là gỗ dáng hương Lào có tốt hay không? Và nhìn chung thì với giá trị kinh tế và chất lượng của loại gỗ này được xếp vào diện hàng đầu. Đây là loại vật liệu cao cấp, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu để ứng dụng sản xuất như là sàn gỗ và những cái món nội thất như là bàn ghế, bàn ăn, v.v. Và công ty nội thất Sơn Đông cũng rất hân hạnh cho ra mắt bộ bàn ghế trị mây được làm từ chất liệu là gỗ dáng hương Lào, bao gồm 6 món và kích thước chân 12. Bộ bàn ghế sẽ phù hợp với không gian lắp đặt từ 4 mét trở lên. Phần sản phẩm thì sẽ được công ty bảo hành là 5 năm, bảo trì là vĩnh viễn, 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên sử dụng của sản phẩm. Ngoài ra, với mức giá bán là 149 triệu đồng, quý khách còn thừa hưởng những chính sách vô cùng đặc biệt như là về chính sách hậu mãi của khách hàng VIP, siêu VIP và Super VIP. Để biết được thông tin chi tiết hơn về sản phẩm, quý khách có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 0869 018 768 hoặc truy cập vào trang website noithatsondong.com để biết nhiều hơn về những sản phẩm này.